là về một người lính hải quân nhé. Và hãy cùng theo dõi hết video, tôi mở chỗ chai này của mình. Phần mũ sẽ là màu xanh dương trước nhé. Cái súng này thì mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu nhé. Bánh bông lan
Bến Hải Quân này của mình nhá. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.